Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lắng nghe những câu chuyện của những con người nơi làng quê với cuộc sống bình dị, đơn sơ, chân chất, hiền hòa, nhưng mà tình cảm họ dành cho nhau thì luôn đắp đầy sâu nặng. Chương trình do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được diễn ra tại phim trường nhà hát Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và đang được trực tiếp trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, cuộc sống yên bình ở những miền quê đã góp phần tạo nên tính cách hiền hòa, chân chất của những con người nơi ấy. Và một điều đặc biệt là ở những mối tình quê thì họ luôn dành cho người mình thương những gì tốt đẹp nhất đó bạn. Đúng là như vậy đó anh Nguyễn Bảo à. Bởi yêu nhau, ba bốn núi cũng trèo, bốn sông cũng lội, năm đèo cũng qua. Càng tìm hiểu ta lại càng thấy nhiều điều thú vị, đặc biệt với những cặp đôi yêu nhau mà quê họ ở hai miền khác nhau.